Bao khỏe luôn anh em nhé. Siêu đỉnh luôn. Hello anh em nhé, hôm nay thì mẫu chuyên vít Freeman thì bên em lại tiếp tục về hàng này. Số lượng về thì rất là nhiều. Con này thì sử dụng cái động cơ Brulet không chổi than và 4 cấp tốc độ, vòng tua cao nhất lên tới là 3.800 vòng một phút. Đấy, và con này thì sử dụng đầu chuyên vít 1/4 inch này. Đấy, có chế độ tắt được cả đèn nhé, 4 chế độ vít thông minh. Máy cực kỳ khỏe, lên tới là 250 N. Đấy, một sản phẩm dòng compact, thiết kế rất là nhỏ gọn và siêu đẹp luôn anh em nhé. Chân pin phổ thông của Makita. Đấy, anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Thì giá rất là rẻ thôi, chỉ có 900 ngàn một thân máy, bao ship về tận nhà cho anh em nhé. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo 3 số điện thoại để phía bên dưới màn hình nhé. Vâng, em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé.